Giá càng ngày càng tăng ấy. Hiện tại thì mình đang ở trọ và chờ những chung cư nào ra giá rẻ thì mình sẽ mua kiểu trả góp rồi. Đáng nhẽ là năm nay mình sẽ mua, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chờ thêm một năm, ít nhất là một năm nữa để xem cái tình hình giá cả nhà chung cư ở Hà Nội như thế nào. Tại thị trường sơ cấp, tức là các bất động sản mới được chào bán từ chủ đầu tư, giá bán trung bình chung cư tại Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. Yếu tố tâm lý người mua nhà, đây là một trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của các đơn vị nghiên cứu thị trường trong báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm vừa qua. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi mà giá nhà đất liên tục tăng cao thì một số người mua nhà đã bật chế độ thăm dò để chờ đợi xem là giá nhà trong thời gian tới liệu có giảm hay không. Điều này tác động không nhỏ tới các giao dịch trên thị trường. So với quý trước, giá bán chung cư tại Hà Nội đã tăng 6,5% theo quý và tăng gần 25% theo năm. Và thưa quý vị, đó là ghi nhận từ phóng viên Hoàng Nga về tình hình thị trường chung cư tại Hà Nội trong hai quý vừa qua. Từ ý kiến của những người dân đang có nhu cầu mua nhà và các số liệu đưa ra, thì quý vị có thể thấy là giá nhà tăng cao, đặc biệt là giá chung cư tại một số thành phố lớn như là Hà Nội trong nửa đầu năm nay, thì đã khiến cho thị trường bước vào một trạng thái đó là thăm dò và chờ đợi. Vâng, dẫn chứng cho việc giá chung cư Hà Nội tăng thì chúng ta có thể nhìn vào những con số. Một số chung cư mới đang chào bán nằm cách xa nội đô trên dưới 10 km thì đã có giá bán từ 60 cho tới 70 triệu đồng mỗi mét vuông rồi. Thậm chí là có dự án còn đạt mốc là 100 triệu đồng mỗi mét vuông nữa. Vâng, anh Hiệu Chí ạ, và để bàn luận thêm về cái vấn đề này thì tôi nhớ rằng là cách đây chỉ vài ngày thôi, tại một cái diễn đàn bất động sản được tổ chức thì có một ý kiến chuyên gia mà được cộng đồng bất động sản chia sẻ rất là nhiều. Xin được chia sẻ với quý vị cũng như là anh Hữu Chí, đó là từ ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và ông Khánh thì cho rằng là bản thân tôi làm nghề 15 năm thì cũng không thể ngờ là giá chung cư ngoại thành có thể lên đến từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Tôi thấy là có nhiều ý kiến, nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho việc là giá chung cư ở Hà Nội tăng cao. Ví dụ như là nguồn cung khan hiếm, rồi quỹ đất dành cho xây dựng chung cư tại các thành phố lớn thì cũng cạn kiệt. Các chủ đầu tư thì họ cũng giải thích rằng là giá cao là do họ đầu tư hoàn thiện nội thất tốt hơn, rồi họ sử dụng những dịch vật liệu tốt hơn, dịch vụ cao cấp hơn. Tuy nhiên, khi mà giá tăng cao thì vượt khả năng chi trả thì phản ứng của thị trường như thế nào? Dưới đây là ý kiến của chính những người trong cuộc. Tăng có xu hướng là đi ngang. Tại thời điểm này có dành cho những người có nhu cầu thực tài chính khoảng 3 tỷ đổ lại thì là dân mua vẫn có dao động trong dân rất nhiều. Người bán có xu hướng là đẩy giá lên, người mua cũng sẽ phải cân nhắc, bởi vì là cứ tiếp tục mà nếu đầu tư thì giá có thể nói là không còn ở cái mức hợp lý nữa. Còn nếu mà trong điều kiện mà mua để ở thì cũng là đang cái việc là cần phải xem xét lại để chờ đợi trong thời gian tới, khi mà các cái nguồn cầu mới ở những cái khu vực mà có thể nói là sau khi luật đất đai hoặc một số các cái luật được thông qua thì các cái văn bản hướng dẫn sẽ giúp cho cái vấn đề giải quyết về hạn chế nguồn cung. Các chuyên gia đánh giá thị trường nhà ở tại Hà Nội đang có nhiều diễn biến giống thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cách đây khoảng 3 năm trước. Giá chung cư trung bình chỉ thấp hơn khoảng 3 triệu đồng so với mức giá trung bình hiện tại của Thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá Thành phố Hồ Chí Minh có những cái giai đoạn năm 2016-2017 có thể cũng có cái mức tăng lên đến 15-20% một năm, và dường như chúng ta đang nhìn thấy cái câu chuyện này lặp lại tại Hà Nội. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một cái quãng thời gian tăng trưởng giá nhanh như vậy thì những năm gần đây chúng ta nhìn thấy cái mức tăng trưởng đã chậm lại. Nó cũng phản ánh là cái ngưỡng tăng cũng như là phản ánh cái cán cân cung cầu thị trường. Thì theo chúng tôi, Hà Nội ít nhiều cũng có khả năng là sẽ đi theo cái hướng phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa nghe được ý kiến từ một đại diện đến từ một đơn vị tư vấn ở trên thị trường và khảo sát ở trên thị trường. Thì chuyên gia này thì cũng so sánh giữa thị trường nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai nơi mà bất động sản sôi động nhất tại Việt Nam. Vậy thì mời quý vị cùng tạm rời diễn biến tại Hà Nội để cùng hành trình tìm hiểu thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này, sau khi mà đã trải qua giai đoạn tăng nóng. Sau đây sẽ là trải nghiệm của phóng viên Quỳnh Như. Vâng, và khác như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân một bạn môi giới bất động sản với khoảng 10 năm kinh nghiệm để tìm hiểu xem diễn biến thị trường phân khúc căn hộ hiện nay đang có những cái diễn tiến như thế nào.
tại cái khu đông này, thì đặc biệt là trên cái cung đường Mai Chí Thọ này thì giao dịch thị trường thứ cấp và sơ cấp là rất sôi động trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là rất là khan hiếm cái nguồn cung. Hiện nay thì bạn thấy là nhà đầu tư người ta quay trở lại thị trường nhiều chưa? Ví dụ như là trong 10 người mình tiếp đi, trong đó thì mình thấy là khoảng tầm 7 người là họ mua về cái nhu cầu là để ở sau này cho họ hoặc là cho con cái họ. Vậy khi tiếp xúc với khách hàng, bạn thấy cái tâm lý của nhà đầu tư hiện nay họ như thế nào? Đặc biệt là vào cái thời điểm mà chúng ta thấy là sắp có những cái luật mới liên quan tới thị trường bất động sản đi vào hiệu lực. Thì họ đang có hai cái tâm lý. Thì thứ nhất là họ sẽ đợi cái sau ngày 1 tháng 8 thì họ sẽ quyết định họ mua. Có một nhóm khách hàng thì họ sẽ mua trước cái thời điểm đó. Thì họ sẽ kỳ vọng một cái thị trường bất động sản là sẽ sôi động và sẽ tốt trở lại. Khảo sát tại dự án này cho thấy hiện khoảng 70% người mua là có nhu cầu ở thực. Với những yêu cầu ngày càng khó hơn của người mua về pháp lý chuẩn chỉnh, phương thức thanh toán và chất lượng không gian sống, điều này buộc các chủ đầu tư phải tính toán rất kỹ về cách thức đưa dự án ra thị trường. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ tập trung đến cái trải nghiệm mua hàng của khách hàng nhiều hơn. Trong giai đoạn hiện nay thì cái hành vi mua bất động sản của nhà đầu tư bắt đầu có sự thay đổi, thay vì đầu cơ hay là đầu tư dàn trải ở rất nhiều khu vực thì họ tập trung vào những cái khu vực trung tâm hoặc là ven trung tâm. Thay vì họ quan tâm quá nhiều về cái việc là biên độ tăng giá thì bây giờ khách hàng đầu tư họ quan tâm nhiều hơn đến cái việc là tích sản cũng như là có dòng tiền đều hàng tháng và duy trì cái sự ổn định. Theo khảo sát gần đây nhất của DKRA Việt Nam thì cả về nguồn cung và lượng tiêu thụ đều tăng. Khác với thị trường Hà Nội, giá bán tại thành phố Hồ Chí Minh ổn định, không tăng giá đột biến trong hai quý vừa qua. Mặc dù là nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng, nhưng nếu mà so với 2020 trở về trước thì hiện tại nguồn cung chỉ bằng đâu đó khoảng 35% và tiêu thụ chỉ bằng khoảng 30%. Và cái độ lệch pha của phân khúc căn hộ hạng C, hạng B, hạng A và hạng sang thì nó trở nên bất cân xứng và nó có sự chệch hướng gần như nghiêng hẳn về căn hộ hạng A và hạng sang. Thì đây là một trong những cái điều báo động đối với cái thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Ông Thắng cũng cho rằng với mức giá bán hiện nay thì người mua sẽ kén chọn hơn, giá cao phải tương đương với chất lượng, pháp lý và vị trí tốt. Vâng, đó là ghi nhận của phóng viên Quỳnh Như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội thì các đơn vị nghiên cứu thị trường cũng đưa ra dự báo là nguồn cung chung cư sẽ dồi dào hơn trong nửa cuối năm nay, với khoảng 9.000 căn hộ sẽ được chào bán mới. Và đây đồng thời cũng là lượng căn mở bán mới cao nhất tại thủ đô trong vòng 5 năm trở lại đây. Và khi nguồn cung có xu hướng cải thiện thì mặt bằng giá dự kiến cũng sẽ chững lại. Vâng, và cùng với đó thì việc ba luật liên quan trực tiếp tới bất động sản là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 tới đây thì cũng được kỳ vọng là sẽ tháo gỡ nút thắt pháp lý cho các dự án đang triển khai dở dang, tạo điều kiện để các chủ đầu tư có thể tiến hành xây dựng trở lại và từ đó thì sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở và giúp giá bán cũng ổn định hơn.